dạ yeah, xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Lan Thang đường phố thì trở lại video sáng ngày hôm nay thì tiếp tục à, mình à, có nhiều cô chú anh chị đã gửi những cái lời chúc mừng đến với chị Loan à, trong cái phiên tòa ngày hôm qua đã giành chiến thắng tuyệt đối đó của chú anh chị và sáng ngày hôm nay theo à, như những anh em à, có mặt tại nhà chị Loan cập nhật thì rất đông à, cô chú anh chị à, những người yêu mến chị Loan đã đến ủng hộ mua hàng và gửi những cái lời chúc mừng À, đến chị lon trong cái phiên tòa ngày hôm qua đã gọi là diễn ra à, thành công gọi là tuyệt đối luôn của chính chị đó phải nói là thành công tuyệt đối rồi và giống cũng đúng như những gì mà ngày hôm qua em suy nghĩ và em đã chia sẻ đó rằng là cái số tiền chị lon thắng trong cái phiên tòa bh đó là sẽ đem làm từ thiện thì à, sáng nay em được anh em à, cho biết cái điều này là ấp ủ của chị lon từ khá là lâu rồi đó nên cái vấn đề mà từ thiện là chắc chắn là chị lon sẽ làm À, với cái hết cái số tiền mà đã gọi là lấy được từ bên phía BH đó và đặc biệt là mẹ con bé gì phải ối ra à, phải ối ra ăn không được bây giờ phải ối ra của chúng chị nhưng mà cái số tiền đó đó là mẹ con cô sáu rồi là đã tiêu xài hết rồi đó ngày hôm nay là đùng một phát là trả lại gần trăm triệu <laughs> đó đùng phát trả lại gần một trăm triệu thì không biết là ở đâu ra ai à, chắc đi gọi là dây nóng <laughs> dây nóng á <laughs> đi dây nóng để trả cho rồi là cho chị Lon đó bởi cái số tiền đó là chắc chắn là phải thuộc về con người ta rồi mình là một đứa cháu thì mình không có quyền gì để lấy cái hình ảnh của cậu mình ra để mình kiếm tiền cả đó cái vụ này là chưa xong đâu nha cô chính chị tôi nghĩ là chưa xong đâu đó bây giờ bé dê biết có tiền trả hay không là chừng nào bé dê trả hết mới xong được đó bé dê trả hết cho chị lon rồi mới xong được nha chứ bây giờ bé dê mà còn chưa có tiền trả bây giờ dây nóng dây nguội bây giờ ai dám cho dây đó mẹ con cô sáu giờ như thế bây giờ muốn đi gọi là dây gọi là <laughs> à, người này người kia người ta cũng khó mà cho đó rồi cái khả năng của cái những người mà ủng hộ mẹ con cô sáu đó thì họ cũng đâu có gọi là rảnh đâu mà họ cho dây đó họ ủng hộ đó. là vì họ ghét chị lon đó họ gì họ ganh ghét họ ganh tị với chị lon thôi chứ thật sự là cũng đâu có yêu thương mẹ con cô sáu đâu mà cho họ dây đó bây giờ ông đức long ông nổ ổng giàu rồi đó đó thằng đức long á nó nổ nó giàu đồ các kiểu này kia đó nhưng bây giờ mẹ con cô sáu gặp nạn nè thí dụ hỏi nó dây nó 100 trăm triệu dễ gì nó cho dễ gì nó cho thằng này nó khôn lắm dễ gì nó không cho đâu đó nên gọi là những cái người mà binh bực cô sáu hay là bảo vệ cho mẹ con cô sáu tôi nói là thật chắc cô chú anh chị là tại vì cái nhất là họ ghen ăn tức ở với chị lon cái thứ hai là họ bắt chị lon phải làm cái này làm cái kia làm theo cái ý họ mà chị lon không làm họ ghét họ quay xe họ quay sang họ ủng mà hộ mẹ con cô sáu giống như là thằng đức long thằng thám tử cao rồi con mi xuân đó những cái người đó là hoàn toàn là ghét chị lon là vì chị lon không làm theo cái ý của họ thôi chứ không phải là do gì là họ phát hiện ra chị lon nói dối họ hay là chị lon xạo với họ đó chứ không phải là như thế đó ở đây thì bây giờ những cái người này nè đó ai dám đứng ra cho cô sáu mượn tiền để cô sáu trả cho chị lon không đó ba cái người mà em vừa nêu tên đó nổi bật mà em đã nêu tên đó đó có dám đứng ra để gọi là trả tiền cho cô sáu không đó dám ra cho cô sáu dây nóng không dễ gì dám cô chính gì họ thông minh đó họ sợ lắm đó cho dây nóng dây nguội rồi tới đó cô sáu không có trả rồi làm gì giờ đó để thưa kiện nữa gì đó nên là họ ngoài miệng thì họ nó ủng hộ cô sáu vậy thôi chứ thật chất trong lòng họ biết như thế nào mà đó và sắp tới nữa thì phiên tòa tranh giành tài sản sẽ diễn ra và cuối cùng là phiên tòa sao kê đó sao kê là hình sự nha đó à, cái kết gọi là cái cái kết từ từ của chúng chị đó đi từ từ à, những cái nhỏ làm trước từ từ tới cái cuối cùng là cái sao kê là là cái hình sự đó là không biết là quãng đời còn lại là mẹ con cô sáu ngồi ở ngoài ăn cơm hay là hay vô trong đó ăn cơm thì mình chưa có khẳng định được mình chưa có biết được của chúng chị mình không có biết được là bên phía của chị loan cũng như là chị ngọc đã làm cái sao kê tới đâu thì mình không mình không có nắm bắt được đó nhưng mà mình cũng tin là luật sư Ngọc sẽ gọi là làm à, mọi cách để bảo vệ cho chị Loan và những cái vấn đề khác thì cô chú chị cứ yên tâm đi chúng ta cũng không cần phải biết nhiều về cái việc mà luật sư đang làm cái điều đó nó cũng không tốt của chú chị đó nhưng mà chúng ta biết luật sư có làm đó, à, có làm là chúng ta an tâm rồi đó chỉ vậy thôi chứ bây giờ chúng ta cũng không còn biết là cái nội dung bên trong làm gì nếu bây giờ công khai những cái nội dung mà bên phía chị Loan đang làm thì bên kia nó cũng nó cũng biết được để nó để nó gọi là tìm cách nó gỡ giải vay à đó nên gọi là cũng không cần đâu theo nghĩ là cũng không cần nên tuyên bố mình làm gì làm gì đâu đó chị loan cứ chiến thắng đi đó là chiến thắng là được rồi đó bây giờ bà con của chú anh chị ủng hộ rất là nhiều đó ngày hôm qua có nhiều người gọi là gửi những cái lời chúc mừng đến chị loan gọi là tấp nập luôn đó mẹ con cô sáu chỉ biết gọi là vào nhìn và lặng lẽ đi ra thôi <laughs> vào nhìn rồi sao mà lặng lẽ đi ra thôi chứ không có gọi là phát biểu gì lại được à, ngồi nhìn lặng lẽ rồi đi ra à, không có trả lời hay là không có đáp trả gì được của chính chị đây là một cái điều mà chúng ta đã gọi là dự đoán được trước rồi Đúng không cái vấn đề mà ai thắng ai thua chúng ta đã gọi là đón trong nhiều cái video trước rồi chứ không phải là mới đây à, đón rất là nhiều nhiều lần đã gọi là à, đón về cái vấn đề này rồi nhưng mà ngày hôm nay thì rõ ràng đúng của chính Trị quá rõ ràng về cái vụ việc của mẹ con cô sáu là không thể nào mà chấp nhận được đó và bây giờ là phải gọi là đi vay đi vay mượn à, để để bồi thường lại cái số tiền mà lúc trước đây đã gọi là ẩm chọn đó đó bây giờ phải bồi thường thôi đó tòa xử là chắc chắn là sẽ bồi thường nếu không bồi thường thì tòa sẽ có cũng tìm cách để cho để cho mẹ con cô sáu phải trả lại cho chị loan cái số tiền đó và đặc biệt hơn là cái số tiền đó chị loan không lấy để tiêu xài cá nhân mà chị Loan lấy lại để để gọi là thay giống như là thay ba mình đi làm những cái việc thiện những cái việc tốt à, những cái bà con à, trong cái mùa du lan báo hiếu sắp tới đây này của chúng chị đó chị sẽ lấy hết cái số tiền đó ra chị làm đó đây là một cái điều rất là đáng quý nữa đúng không đây là một điều rất là đáng quý nữa của chúng chị ngày hôm qua buổi tối cũng có chia sẻ rồi đó theo em biết cái tấm tình của chị Loan hay là em biết cái câu chuyện này thì em nghĩ là chắc chắn là chị Loan lấy cái số tiền đó sẽ đi làm từ thiện trong cái mùa vu lan báo hiếu sắp tới đó, và sáng ngày hôm nay thì nhiều anh em cũng đã xác nhận cái thông tin này rồi đó rằng là em em, em tiếp tục gọi là dự đoán à, được cái câu chuyện này bởi vì mình theo dõi cái câu chuyện này mình thấy như có nhiều cái gọi là rất là bức xúc rất là thương chị lon nhưng mà thì mình thương thì mình chỉ ủng hộ được cái tinh thần thôi đó còn cái vấn đề pháp lý á, thì phải để liền sư ngọc chúng ta không có không, đây không phải là chuyên viên gọi là tư vấn pháp lý hay là tư vấn lực gì cả đó chúng ta cũng không có tư vấn lực được đó cái vấn đề mà pháp lý để cho chị gọi là luật sư ngọc đó và ngày hôm nay thì à, để đáp lại cái sự yêu thương của mọi người thì chị luật sư ngọc đã gọi là à, cùng với lại à, chị lon à, cùng với lại chị ni đó đã chiến thắng trong cái viên tòa bh vừa qua đây cũng như là một cái à, cú tác dành cho mẹ con cô sáu nha <laughs> cái cú tác này hơi nhẹ thôi chưa đâu từ từ tác từ từ nha cô anh chị đó tác từ từ đó vài bữa nữa ra cái phiên tòa à, tranh giành tài sản nè phiên tòa này thua nè phiên tòa này thua mấy căn này cô sáu à, cô sáu chuẩn bị tinh thần gọi là thua tập 2 đi à, này mới có tập một à. còn tập 2 nữa cô sáu ơi chưa đâu chưa hết đâu cuộc đời cô sáu còn phải ra tòa nhiều lắm <laughs> tôi đang lo ngại cho cái quãng đời của cô sáu sau này <laughs> đó vô trong đó ngồi ăn cơm ngồi trong nhà đá ăn cơm thì hơi mệt nha cô sáu à, tôi rất là lo ngại cho cô sáu vì tình hình của cô sáu rất là à, nguy kịch nha rất là nguy hiểm rồi đó nên là mình rất là lo ngại à, không biết là cô sáu quãng đời của cô sáu còn lại là không biết là sẽ ăn cơm ở ngoài đường hay là ăn cơm trong ở trong nhà đá thì mình không biết đó chứ mình thấy là rất là nguy kịch rồi bây giờ dường như là chị loan đã gọi là à, chơi gọi là là tắt tay với cô sáu rồi ha tắt tay cô sáu rồi chứ không thể nào mà nhường nhịn đó không phải nào mà yếu mềm chứ cô sáu được nha bởi vì cô sáu là một người gọi là muốn gọi là hãm hại đó muốn gọi là làm cái này làm cái kia để tranh giành cái tài sản đó và muốn gọi là một mình mình sở hữu đặc biệt là đòi là sở hữu một mình nữa kìa chứ không phải là chia tài sản đâu đó tôi cũng không nghĩ sao mà cô sáu lại có thể có cái khả năng mà đi thưa kiện để tranh giành tài sản về cái phần của mình được hay thiệt tôi cũng thật khó 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 nghĩ ra luôn cô Chính Trị thật sự là rất là khó nghĩ luôn tại sao cô sáu có thể làm được cái điều mà khó đến như thế đó, tài sản của người ta cha của người ta mất để lại cho người ta mà mẹ con vô đó tranh giành được hay gì đó tôi không nghĩ là cô sáu có một cái tài năng gì nó hay đến như thế quá hay luôn cô sáu thật sự là quá hay luôn đó, <laughs> tài sản của cha người ta để lại cho người ta dám vô lấy luôn quá hay luôn chứ còn gì nữa cô Chính anh chị đó, chỉ có chỉ có cái loại người gọi là tham lam như cô sáu mới làm được thôi chứ người bình thường đâu có làm được đó bây giờ lo đi chạy dây tiền nóng tiền nguội để trả cho chị Loan kìa đó, tò xử rồi cô sáu ơi ra <laughs> đó mà trả đi đó rất nhiều cô chú anh chị gọi là được gọi là được một cái đêm gọi là khá là vui đó khi mà dù hôm qua thì cũng tám chín giờ rồi đó chị Loan mới thông báo về những cái thông tin này đó, thì chúng ta nhận được thì cũng khá là vui đó và rất là nhiều cô chú anh chị đã chúc mừng cho chị Loan và nghe đâu là Uh, cái vụ bh này còn liên quan đến người anh hai nữa thì tôi không biết như thế nào đây đó thật sự là tôi chưa có tìm uh, hiểu được cái câu chuyện mà có liên quan đến anh hai là như thế nào nhưng mà nếu mà liên quan đến anh hai nữa thì anh hai mệt nữa à, anh hai mệt nữa à đó đừng đừng có coi thường nha đừng có coi thường đó bây giờ mong cô chú anh chị thấy rồi chị loan uh, làm cái việc gì cũng rất là nhiều cô chú anh chị yêu mến và trong đó thì chúng ta cũng đã thấy được cái sự gọi là thiên liêng uh, cái sự linh thiêng của chú vũ linh à, dành gọi là trên cao gọi là phù hộ cho con gái mình đó, đặc biệt là khi mà chị loan vừa về thì à, vào gọi là đốt nhang cho chú đó ba ở trên ba che chở cho con rõ ràng đó rõ ràng luôn của chúng chị thí dụ mà có một chuyện á, thì chúng ta à, cũng chưa biết được nhưng mà chị loan đã trải qua rất là nhiều chuyện đó có thể đôi lúc đối mặt với những cái cơn sóng rất là lớn đó những cái chuyện rất là lớn luôn nhưng mà cuối cùng thì chị Loan cũng đã vượt qua một cách gọi là rất là dễ dàng đó mình đôi lúc mình thấy mình nếu mà mình không có tin về tâm linh đó thì cũng không được đó bởi vì mình thấy cái sự gọi là nó có như một cái sự tâm linh gì đó trong câu chuyện này đó và chị Loan ngày hôm nay đã gọi là giành được cái chiến thắng này thì đó là cái sự ủng hộ của cô chú anh chị tiếp sức cho chị Loan đó cái sự uh, thông minh sáng suốt uh, của lực sư Ngọc và cái sự gọi là, là là che chở của chị ni đó chứ không phải là một mình chị lon có thể giành chiến thắng được đó mình phải công nhận với nhau là như thế đó những người xung quanh chị lon đã hết mình à, ủng hộ chị lon giúp đỡ chị lon à, chiến thắng trong phiên tòa vừa qua cái điều này chúng ta không thể nào phủ nhận được và thầm cảm thầm biết ơn cảm ơn đó những cái người gọi là ủng hộ chị Loan những cái người giúp sức cho chị Loan để giành chiến thắng trước mẹ con cô sáu và đặc biệt thì à, mình rất mong là cái sự gọi là tiếp sức này sẽ được duy trì kéo dài đến tận cái phiên tòa cuối cùng là phiên tòa sao kê nha bởi vì à, sắp tới là tới phiên tòa tranh chấp tài sản và phiên tòa cuối cùng là phiên tòa sau kê đó mình hy vọng là cái sự ủng hộ của cô chú anh chị cộng đồng mạng những người yêu quý chị Loan rồi những người à, bên cạnh chị loan là họ cũng sẽ ủng hộ chị loan tuyệt đối à, trong cái vấn đề à, những cái phiên tòa sắp tới sắp diễn ra tới đây đó và một lần nữa thì chúng ta thấy rồi đó nói ít mà làm nhiều à, phải phải như luật sư ngọc vậy đó chứ không ai giống như luật sư ngủ quên đâu mà để lên đó gọi là là, là nói liên thiên tối ngày cứ tuồn tin cho mấy youtube làm để làm cái gì đó luật sư là không nên làm như thế đó và luật sư ngọc mình thấy là đúng là một cái con người à, có tài năng thật sự nha có tài năng thật sự dù một cái phiên tòa này cũng nhỏ thôi nhưng mà cũng cũng đã gọi là, là, là chứng minh được cái tài năng đó cái tài năng thật sự của luật sư Ngọc chứ không phải là giống như ông luật sư à, ngủ quên kia họ à, chẳng có tài năng mẹ gì tối ngày chỉ lên nổ thôi à, còn luật sư thật người ta đâu có nổ niết gì đâu đó không thấy luật sư Ngọc gọi là nổ hay là gì cả nhưng mà luật sư người ta làm bằng cái tâm bằng cái tầm bằng cái hiểu biết của người ta đó người ta làm âm thầm lặng lẽ thôi đó không phô trương đó cái điều đó chúng ta càng thêm trân trọng lực sư ngọc nữa của chính chị đó càng thêm trân trọng lực sư ngọc nữa tôi chưa có xem được cái clip của thám tử cao hay là của thằng đạo diễn hết thời đó tụi nó đang cố dễ dụ đang cố cho rằng là hồng Long chưa thể thắng hay là hồng luôn chưa thế này chưa thế kia đó khi để chút nữa em sẽ xem đó và em sẽ đáp trả cái bọn này nó như thế nào của chính trị đã nói sự thật nó sợ sờ như thế rồi nhưng mà có những số con, con người đó, họ không muốn tin họ không gọi là chịu tin đó dù họ biết cái đó là sự thật nhưng mà họ vẫn tìm cách gọi là lắp liếm để cho cái câu chuyện nó theo cái ý của mình đó thì cái điều này chúng ta đã thấy rất là nhiều lần à, kể cả anh đạo diễn hết thời cũng như là à, kể cả gọi là, là thằng thám tử cao à, chúng ta đã thấy nhiều lần rồi thì cái đó thì em sẽ làm trong video khác và video này thì cũng gửi lời chúc mừng đến những người yêu quý chị lon cũng như là những người gọi là sát cánh cùng với chị lon trong cái phiên tòa bh vừa qua và đây là những gì em muốn chia sẻ với mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay còn bây giờ thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại